Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và như anh em thấy nhá, hôm nay mình sẽ có một vài mẫu túi mới để gửi đến anh em. Rồi, hai mẫu túi da mới này anh em. Đấy, và một vài bộ dàn mini anh em ạ. Sẽ có một mã siêu mini của thằng Onkyo, chính là Onkyo CRS1 anh em nhá. Một trong số những mã mà cực hay mà dáng nó rất là mini. Có một cái mã gọi là hôm nay mình cũng sẽ thanh lý cho anh em, chính là con Kenwood UDE77 anh em nhá. Một cái mã tiếp theo cũng là mã thanh lý luôn, chính là Panasonic PM37MD, được chưa? Rồi. Để bắt đầu vào video này em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Và số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183. Anh em nhá, anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Rồi. Để bắt đầu vào sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay thì sẽ là hai cái túi anh em nhá. Và hôm nay mình sẽ có một cái mẫu đeo túi, và con này nó sẽ là cái con form đeo túi trước ngực anh em nhé. Con này con form đeo túi trước ngực anh em mình có thể sử dụng để đi chơi, đi tập thể thao hoặc đi gọi là thu lỡ các thứ đều được ở trên mẫu túi này. Và mẫu túi này da nó cực kỳ đẹp anh em ạ. Thật sự là mẫu túi này đợt này mình về mình cảm giác cái phần da của nó là đẹp xuất sắc luôn anh em nhé, đẹp xuất sắc luôn và cực kỳ mịn đấy. Mẫu túi nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi anh em nhìn này đấy. Các cái phần da thật anh em nhìn đây không? Đấy, miếng da thật nó luôn để trần này cho anh em nhìn anh em nhá. Đấy, da thật đấy anh em nhìn đây, đẳng cấp không, đúng không? Dây đeo là dây rủ bóng nhá. Tiếp đến là con này sẽ có bao nhiêu ngăn, nó sẽ có 1 ngăn 2 ngăn 3 ngăn 4 ngăn và 5 ngăn, tất cả với cho anh em. 1 ngăn phía sau nó sẽ là 6 ngăn cho anh em, anh em nhá. Chất da thì cực kỳ ok với chưa. Đấy, các cái phần lớp lót nó làm cũng cực nét cho anh em nhá. Đây này anh em thấy không, nó chống nước toàn bộ anh em nhá. Nói chung mẫu túi này thì nó là một trong số những mẫu túi khá là ngon cho anh em rồi. Rồi, sơ đồ kích thước cho anh cái. Và kích thước con này thì xin lỗi với anh em, con này nó sẽ chiều ngang sẽ được khoảng tầm 14 phân anh em nhé. Và chiều cao của nó sẽ được 21 phân với cho anh em. Đấy. Và giá hiện tại cho con này thì mình để cho anh em giá chỉ có 650 ngàn anh em nhé. 650 ngàn cho mẫu túi này. Và thằng em sơ nó sẽ đeo cho anh em xem để lên form túi nó như thế nào thì anh em sẽ dễ tưởng tượng anh em nhé. Đấy. Đây là mẫu đeo trước ngực anh em nhé. Đấy. Đây đeo đằng sau. Với cái form này thì sẽ đeo đằng sau. Đấy. Và Sơn đeo về trước ngực sang cái mé bên kia em ơi. Đây. Rút tay. Đấy, tay mình cho nổn rồi. Đấy, em thấy không? Đây nó sẽ là form đeo trước ngực anh em nhá. Đấy. Và con túi này thì mình nghĩ là nó khá là đa di năng, anh em vừa có thể đeo trước ngực được, vừa đeo đằng sau được, và anh em mình đi tập thể dục thể thao rất là ok, nhất là những anh em nào đi chạy và thứ cũng ok luôn. Giá chỉ có 650 ngàn thôi mà chất da cực đẹp luôn anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là lại một cái mẫu túi của thằng Nga anh em nhé, xuất thị trường Nhật. Và như cái mẫu túi Nga thì anh em nào đã chơi ở bên mình sẽ biết rồi, mẫu túi nó rất đẹp anh em ạ. Và gần như cái hàng này thì mình độc quyền ở thị trường Việt Nam luôn, không một anh em nào bán mẫu túi này cho anh em đâu. Và xin khẳng định với anh em mua ở bên mình thì gần như nếu mà anh em mình không gặp nhau thì gần như là đồ độc hết anh em nhé, gần như đồ độc hết. Đấy, đây này anh em xem cái thớ da của nó này, cái chỗ thẻ tét da này anh em nhìn này. Đấy, nó to tướng cái này và da nó rất là dày anh em nhé. Lì và đẹp, đúng không? Con này là hàng có thương hiệu đây anh em nhé. Đấy, hàng thương hiệu hình con vẹt này. Đấy. Và cái mã series sản phẩm của này sẽ T50005 Black anh em nhé, màu đen. Đấy. Tức là bên kia nó sẽ có những cái dòng sản phẩm màu lâu nữa anh em nhé, nhưng mà mình không về được anh em ạ. Đấy, chỉ về được duy nhất màu này thôi. Thì màu này nó bán đấu giá thì mình mua thôi anh em nhé. Tại vì những con túi này nó vào store bên Nhật nó toàn 4-5 triệu. Thì nếu mà mua ví dụ như những cái màu nó không thanh lý, nó không bán xả vào Việt Nam thì lấy đâu ra đồ rẻ để bán cho anh em, đúng không? Con này rất rẻ. Đấy. Này. Các cái logo của hãng được dập vào từng một cái khuy khóa một anh em nhé. Từng cái khuy khóa một. Đấy. Và phần dây đeo anh em nhìn này. Đấy. Phần dây đeo cũng cực kỳ nét anh em nhé. Cũng được hãng này. Anh em nhìn này. Nó thêu ngay từ cái phần mà cái đoạn giai đoạn lúc làm dây đã làm rồi anh em nhé, hãng đây, thấy chưa? Và phần quai sách anh em sẽ nhìn thấy nhá, nó sẽ có cái gật gù hai bên này, đấy, nó sẽ cho anh giúp anh em mình là làm cho cái quai sách có thể sát hẳn xuống mặt này luôn, đấy, mang tính thẩm mỹ rất là cao. Mặt trước con này sẽ có một cái ngăn hộp anh em nhé, đây, ngăn rút ra để anh em mình đựng bên trong này, và các lớp lót nó làm rất là đẹp, xịn sò luôn anh em ạ, nét này nẹt luôn, đấy. Và con này sẽ có bao nhiêu ngăn? Một ngăn này, một ngăn khóa này, một ngăn hộp này, hai ngăn này, ba ngăn này, đấy, bốn ngăn, năm ngăn, tất cả anh em nhá. Và các cái chốt đinh em nhìn nó làm tỉ mỉ thế này, với những con túi này thì không phải bàn anh em ạ, nó rất xịn anh em nhá. Về phần dây thế này, đấy. Và cái mẫu túi này hiện tại mình để cho anh em giá chỉ có 1.200.000 thôi anh em nhá, một củ hai, quý cho anh em, đấy, siêu đẹp luôn, và mẫu túi cực kỳ nét anh em nhá.
mục của hai của em Sơn sẽ lên form cho anh em. À, đo kích thước đã. Chiều ngang con này sẽ được khoảng tầm 22 phân anh em nhé. Và chiều cao của nó sẽ được khoảng tầm 26 phân với cho anh em. 6 phân. Đấy. Em Sơn sẽ lên kích thước cho anh em. Lên dáng. Riêng Sơn này người nó kiểu nó đeo túi rất đẹp anh em nhé. Phù hợp đeo túi, không biết sau lấy vợ rồi đeo còn đẹp không. Đây, anh em thấy không? Form túi này thì đi học, đi làm, đi chơi khá là ok. Anh em hoàn toàn để vừa những con iPad mini ở trong con này anh em nhé. Rồi, à nét. Phần dây đeo anh em nhìn này, đẳng cấp không? Dây cực kỳ xịn luôn. Giá 1 củ 2 cho con này anh em nhé. Ok, thì đấy là túi. Và tiếp đến đây thì xin thưa với anh em, đây sẽ là một bộ dao và cũng lâu lắm rồi mình không về được cái bộ dao này. Tiếp hôm nay thì lại về được để phục vụ anh em. Và con dao thì vẫn giá cực kỳ rẻ anh em nhé. Đến từ cái thương hiệu Thermomix, à, Japan Kinai, tức là cái dao của người Nhật anh em nhé, dao của người Nhật. Đấy, Sơn cầm của anh ấy. Và con dao này thì mình nhớ không nhầm nó được sản xuất ở thị trường gì đây, thị trường Spain, tức là của Tây Ban Nha anh em nhé. Con này nó sẽ là của thương hiệu của Tây Ban Nha. Đấy, nó làm theo kiểu form dao Nhật và nó xuất cho rất nhiều thị trường này, Anh, Đức, Espanol này, Ý này, Pháp này, CZTR, PL này, PT này, RO này. Đấy, đô 4, 5, 10 quốc gia tất cả anh em nhé. Con này sử dụng 10 quốc gia, các tiêu chuẩn về châu Âu của nó đầy đủ này. Anh em nhìn nữa, ok không? Cái số series đầu nó sẽ là đầu 6 anh em nhé. Đầu 6, đấy. Và con này sẽ vẫn made in PRC, tức là vẫn được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Đấy, đây, đồ gia dụng của châu Âu thì gần như được sản xuất Trung Quốc hết. Cái phần thân con dao anh em xem nhìn này. Đây nó sẽ làm bằng dòng thép carbon anh em nhé. Thép carbon thì cái độ gọi là độ cứng nó rất là cao. Anh em mình sẽ có một con dao rất là lâu cùn anh em nhé. Rất là lâu cùn và bền. Đây con dao đầu tiên đây, con dao lớn anh em nhé, thái lớn. Ok chưa? Đấy, đen xì luôn. Cán nó sẽ là cán gỗ anh em nhé. Cán gỗ bảo vệ núm này. Đấy. Tiếp đến đây thì sẽ là con dao bé hơn anh em nhé. Con này sẽ có 4 con, cả một bộ sẽ có 4 con. Tiếp đến là con gọt hoa quả này anh em nhé, con gọt hoa quả. Và cuối cùng ở đây sẽ là con dao tỉa. Ok chưa anh em? Con dao tỉa này. Con dao tỉa. Đấy. Và giá của cả bộ này nó sẽ là 250 ngàn cho anh em. Anh em nhé, 250 ngàn. Ok chưa anh em? Đấy. Sơn nó ra tắt điện thoại đi. Sơn người yêu, đến giờ người yêu nó gọi anh em ạ. Đấy. Cả bộ này hiện tại bây giờ chỉ có 250 ngàn thôi anh em nhé. 250 ngàn cho anh em. Giá một bộ dao của châu Âu thì cực kỳ rẻ luôn rồi anh em nhé. Rồi. Tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy nhá. Đây là cái chai nước hoa này. Chai này là chai giò anh em nhá. Đấy, giò Dior anh em này. Đấy, chai này thì nó sẽ là đến từ cái thương hiệu Dior anh em nhá. Và riêng cái dòng này thì là dòng nước hoa nữ. Nếu mà chị em nào chơi những con này thì phải nói là chai này siêu thơm luôn. Nó thơm một cái nét hương nó cực kỳ quyến rũ sexy chị em nhá. Nếu mà chị em nào đã chơi, đã ngửi những cái mùi nước hoa giò của đàn ông rồi đúng không? Giò nam rồi thì đấy là một cái lôi cuốn, thì đây là một cái thiết kế này. Anh em nhé, chị em nhé, sẽ nhìn thấy cái thiết kế nó mang hơi hướng sexy anh em nhé. Đấy, thiết kế chai lọ đúng theo cái dáng cổ điển của những cái gọi là những cái bộ tập như kiểu là anh em nào mà xem phim gọi là những cái phim Ai Cập ấy, Ai Cập cổ đại sẽ thấy nó như cái vòng cổ này, đẳng cấp không? Đấy anh em nhé, như vòng cổ đẳng cấp. Và đây anh em sẽ nhìn thấy là cả cái chữ này Zario này nó sẽ có bên trong cái phần này luôn anh em nhé. Và cái này nó sẽ như một viên ngọc ở bên trên này. Đấy, ok chưa? Nắp này. Bên trong này sẽ có chữ CD ở bên trong này luôn anh em nhé. CD này, anh em thấy không? Tiếp đến nhá. Và cái chai này nó sẽ là chai nước hoa dòng Tester anh em nhé. Đây này, Not for sale, anh em thấy không? Nó sẽ là chai nước hoa không được sử dụng để bán, tại vì nó là chai nước hoa test, để cho bán trên store test. Ở trong store chai này thì dung tích sẽ là 100ml. Đấy. Và hiện tại thì vẫn còn nguyên, chưa được sử dụng đâu anh em. Chưa được sử dụng, này CD này, Christian Dior. Nốt hương thì khá là ngọt ngào, sexy quyến rũ. Nó sẽ đậm hương cả mùi phấn, cả mùi vani. Và nó quyện với mùi quả ngọt anh em nhé. Rất thơm luôn. Chị em nào mà chơi chai này thì phải nói là cũng khá là nét đấy. Chai này thì mình nghĩ là phù hợp với cả chị em khoảng tầm trên 30 tuổi nhá. Trên 30 tuổi nó sẽ ok. Và mùi nó sẽ khá là quyến rũ. Đấy, thơm, đặc cấp. Chai này hiện tại bây giờ thì mình đang để cho anh em mua về tặng vợ sẽ là 1.8 triệu anh em nhé. Còn chị em nào mà mua thì là mình sẽ để giá rẻ hơn, sẽ là 1.799.000. Ok chưa? Bớt cho chị em 1.000 thôi, nhưng cái này có lãi bao nhiêu đâu. Ok. Tiếp đến đây thì sẽ là series tai nghe của ngày hôm nay. Và xin thưa với anh em, hôm nay sẽ có hai cái mẫu tai nghe Soundcore và một mẫu tai nghe Hybrid anh em nhé. Sơn cầm của anh cái. Thì đầu tiên là con tai nghe Hybrid này cũng rất lâu rồi mới về tiếp hàng này.
cái mã màu đen anh em nhá, Hybrid. Con này sẽ đến từ cái thương hiệu Aplex anh em ạ. Tai này là một trong số những con tai thuần nội địa Nhật anh em nhé. Và tất nhiên tất cả những cái dòng tai Bluetooth như này sẽ đều được sản xuất tại Trung Quốc hết. Con này cũng được sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Anh em không phải hỏi là sản xuất ở đâu nữa, sản xuất tại Trung Quốc chuẩn luôn. Ok chưa? Và hôm nay thì mình có một cái lưu ý mới với anh em. Đấy chính là cái dòng tai nghe này thì gần như bên kia nó cũng hết hàng rồi anh em ạ. Hết hàng rồi anh em nhé. Anh em nào mà chưa có cơ hội trải nghiệm thì nên trải nghiệm ngay. Tại vì một trong số những cái dòng tai nghe anh em mình nên trải nghiệm nhất chính là tai nghe Hybrid. Nó là một công nghệ mới xuất hiện từ cách đây có một vài năm trở lại đây thôi, từ 2018 bắt đầu xuất hiện cái công nghệ này anh em nhé. Thì công nghệ này thì nó sẽ là công nghệ kép, ví dụ như kiểu ô tô thì dùng công nghệ xăng lai điện sẽ là kép, thì con này nó sẽ sử dụng hai cái dòng củ driver của hai thiết kế khác nhau anh em nhé. Đây này, anh em sẽ nhìn thấy nhá, chip driver này, chip bộ này. Và con này sẽ sử dụng ba củ driver không phải hai. Mọi hôm mình giới thiệu với anh em là hai là mình giới thiệu hơi thiếu anh em nhé. Nó sẽ có cái bộ phận ba lăng amateur này, hôm trước mình hay giới thiệu với anh em là bộ phận cân bằng anh em nhé. Nhưng mà con này chính thực ra dịch nó ra thì nó sẽ là một con loa đảm nhiệm giải cân bằng anh em nhé. Đây chính con bé này đảm nhiệm giải cân bằng này. Đấy. Và một con ở bên dưới này sẽ nữa sẽ đảm nhiệm giải sub bass. Xin thưa với anh em. Đây là sẽ có hai củ đảm nhiệm một con bass và một con đảm nhiệm giải sub bass anh em nhé. À, một con đảm nhiệm giải toàn giải, một con đảm nhiệm sub bass. Và đây là ba lăng amateur là một trong số những con loa đảm nhiệm giải cân bằng đấy anh em. Nói chung là con này nó sẽ bao gồm là ba củ loa anh em nhé, rất là đẳng cấp luôn. Đấy, auto pairing tự động kết nối, tại vì con này sẽ là con tai nghe true wireless anh em nhé. Cảm ứng chạm trên thân tai nghe, anh em hoàn toàn cảm ứng chạm, nick bài, giảm bài, tăng giảm âm lượng thứ ở trên con này hết, nghe gọi anh em nhé. Chống nước chuẩn IPX5 nên anh em mình đi mưa thoải mái luôn, ghê chưa. Tiếp đến là mặt sau này toàn bộ chữ Nhật nên mình xin phép là không đọc mặt sau nữa nhá, rất nhiều chữ Nhật, ghê chưa. Bên trong này đây, chữ tiếng Anh mình sẽ đọc cho anh em. Củ loa nó sẽ thiết kế như thế này này anh em nhìn này. Đây sẽ là cái núm cao su này, tiếp đến là ba lăng amateur, một củ loa đảm nhiệm giải cân bằng dual screen màng lọc anh em nhé. Và bên trong này sẽ là hộp cộng hưởng tích hợp hai củ loa, mỗi củ là 6mm. Và bên trong mỗi củ này một con đảm nhiệm sẽ là con toàn giải và một con đảm nhiệm là con sub bass. Ok chưa anh em? Tức là gần như con này nó sẽ là cả một bộ là ba loa anh em nhé, 1 2 3. Ok chưa anh em? Cấu hình ba loa cho con này. Đấy, bo mạch driver, bo mạch Bluetooth 5.0 tích hợp ở đây. Ok chưa anh em? Đấy, và đây sẽ là cục pin này. Đấy. Và cả cái này sẽ tổng hợp tất ở trong một con tai nghe rất là nhỏ này thôi. Anh em đã thấy sự tinh tế đúng không? Tiếp đến bên dưới này nhá. Anh em nhìn driver unit này sẽ ba lăng amateur cộng với cả double hai con loa 6mm nữa. Đấy, mainnet 2 formance mainnet, tức là con này nó là một con số những con tai nghe mà giải âm đạt tần suất cao anh em nhá. Tiếp đến bên dưới là sẽ đáp ứng giải âm từ 20Hz đến 20.000Hz như một bộ dàn cao cấp này. Trở kháng của loa sẽ là trở kháng của tai nghe sẽ là 16 ohm. Công suất nó sẽ là 5mW anh em nhé. Độ nhạy thì cực kỳ cao, 97 dBi trên 1kHz. Nói chung rất là cao trong dòng tai nghe đấy. Bluetooth con này sẽ sử dụng là Bluetooth version 5.0 với class 2, thế hệ thứ 2 của 5.0 anh em nhé. Tích hợp các công nghệ chống, gọi là chống những cái méo tiếng, sôi ù các kiểu này. AIDP này, AVRCP này, HFP và HSP anh em nhé. Gần như là toàn bộ các công nghệ Qualcomm tích hợp hết trong này. Hai cơ chế giải mã, một là sử dụng mạch sử dụng cơ chế giải mã SBC và hai là sử dụng AAC. Anh em mình sẽ có, nó sẽ tự động phân loại các cái chuỗi nhạc vào anh em nhé, các cái bit số nhạc vào, và nó cho anh em mình cái cơ chế giải mã làm sao nó chuẩn nét và nó căng nhất. Đấy, sử dụng liên tục khi anh em mình nhấc tai nghe ra khỏi hộp là sẽ được 4 giờ này. Đấy, hộp sạc của anh em mình sẽ sạc thêm được khoảng tầm 4 lần cho tai nghe nữa anh em nhé, thì khá là trâu đấy. Pin nó dùng được khoảng tầm là 20 tiếng anh em nhé, cả hộp dùng được 20 tiếng. Sử dụng sạc Type C này. Đấy, sử dụng pin battery gì đây, pin lithium anh em nhé, pin lithium polymer này. Đấy, battery pin này thì khá là bền anh em ạ. Hybrid true wireless stair, thấy chưa, mình sẽ bóc ra cho anh em xem nhé. Bên trong hộp hàng này là hàng mới anh em nhé, chưa qua sử dụng, anh em lưu ý một chút như thế. Đây em thử lấy này, bên trong này nó sẽ bao gồm sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ anh em nhé, sách hướng dẫn sử dụng có hai quyển này. Đấy, tiếp đến là hai bộ núm tai anh em nhé, phụ này, một cái dây sạc cho anh em, nghe chưa, một cái dây sạc. Và bên trong con tai này thì nó sẽ có cái chữ check cực anh em nhìn này, cái này của hãng nó check anh em nhé, mỗi con tai xuất xưởng nó sẽ có một cái tem check anh em nhìn đâu, tem mà đã được kiểm tra anh em nhé. Đấy, mình sẽ để vào đây. Và cái hộp này anh em sẽ nhìn thấy cái phần nhìn màn hình bên ngoài nhìn xuyên được anh em nhé, phần nhựa bên ngoài này nhìn xuyên được bên trong được. Anh em sẽ nhìn thấy bên trong nó sẽ có đèn báo phần trăm pin đúng không? Đây logo Aplex này, phía mặt sau này, cái phần thông số được in rất sắc nét ở đây. Và phần bên ngoài này anh em mình sẽ sờ đấy, nó là phần nhựa nhám rất là mịn anh em nhé. Cầm hộp tai nghe thì cảm giác rất là đầm chắc anh em ạ, rất là đầm chắc, dễ chịu nhé, rất nét. Sử dụng chân sạc Type C anh em thấy không? Mở bên trong ra này,
cái củ Hausen anh em nhấc ra nhé thì nó sẽ như thế nào. Đấy, củ Hausen nó đây anh em nhìn thấy không, nó khá là độc lạ anh em nhé. Riêng con này thì chơi được đa dạng nhạc. Nhiều anh em hỏi là bát nó đánh tốt không thì bát nó đánh rất là tốt anh em nhé. Bát dòng này thì mình lại đánh giá là nó cho ra chất tiếng rất là mềm mại và anh em mình rất phù hợp chơi những cái dòng nhạc acoustic hoặc nhạc trữ tình. Với con này thì cực kỳ hay. Với những anh em nào thích nhạc mạnh thì con này cũng chơi tốt luôn cả nhạc mạnh. Thế nhưng mà để mà mạnh như sao co thì con này nó sẽ hơi đuối bát một chút so với thằng sao co. Nhưng mà bù lại mà khi anh em nghe những phần nhạc lời ấy thì con này thể hiện cực kỳ nét anh em nhé. Rất là ngon cho anh em, với chưa? Nó là ba củ loa mà anh em. Nó đảm nhiệm cái phần giải âm thanh rất là tốt anh em nhé. Đấy, phần thân tai nghe này, đúng cao su cực mềm này, đút green anh em nhìn định hướng ở trong tai này. Đấy anh em mình về sẽ soi sẽ thấy sự kỹ hơn anh em nhé. Không nghe anh em đặt vào đây nhá. Và khi anh em mình kết nối thì anh em nhớ nhấc hai tay ra đồng thời anh em nhé. Đấy. Và giá hiện tại cho một con này thì mình đang để cho anh em là bao nhiêu? Vẫn là 1.250.000 anh em nhé. Và giá bây giờ gần như bên kia cũng gần hết rồi anh em ạ. Còn có một chắc là còn 1-2 chiếc thôi, không còn nhiều đâu. Đấy. Tiếp đến đây thì sẽ là một con sao co, mình mở hộp sẵn rồi. Đây là một con tai chụp, chưa một anh em nào chơi mẫu này mà chê được anh em ạ. Đây, hộp ở đây anh em nhá. Con này là một trong số những con hiếm hoi của tai chụp mà được đính cái tiêu chuẩn Hi-Res Audio. Cái tiêu chuẩn này thì gần như anh em nào đã chơi sẽ biết là tiêu chuẩn nó cao hơn cả tiêu chuẩn của chơi đĩa CD. Tại vì là khi con này phải được tích hợp một con chip giải mã 32 bit thì nó mới có được cái chuẩn Hi-Res. 24 bit chưa có đâu anh em nhá. 24 bit là chưa có chuẩn Hi-Res đâu mà phải 32 bit, tức là chơi nhạc và chất lượng tương đương với chất lượng của file nhạc FLAC chạy ở trên những cái thiết bị cao cấp thì mới được đóng logo Hi-Res với cho anh em. Hybrid ALC chống ồn theo hai gọi là hai công nghệ kép anh em nhá. Chế độ bass up bởi Dynamic Bass thì con này nó sẽ là dòng bass động, nó đánh cực kỳ sâu. Anh em mình sẽ một con bass đánh rất là trâu bò anh em nhá. Pin sử dụng liên tục 40 tiếng với cho anh em. Cài ứng dụng sao co ở trên app và anh em hoàn toàn tùy chỉnh được gọi là chắc gần 100 cái chế độ equalizer nhỉ. Gần 100 chế độ equalizer anh em ạ. Đây phía sau này, anh em sẽ nhìn thấy anchor nhá, tem số series này, check bảo hành các thứ này, tem bảo hành này anh em nhá. Đầy đủ hết, với chưa? Hàng chính hãng anh em mình cài ứng dụng sao co phát lẩy tai nghe luôn. Đấy, kết nối cùng lúc hai thiết bị này anh em nhìn này, vừa kết nối được laptop, vừa kết nối được với cả những con iPhone anh em mình ngồi trên bàn chuyển nhạc tự động luôn. Transfer mode anh em nhá. Transfer mode này anh em mình sẽ có cái chế độ nghe cực kỳ nét. Sao co app này, cài ứng dụng của chỉnh equalizer này mình vừa nói rồi, sử dụng 40 tiếng nghe liên tục. Ngoài ra là anh em mình khi bật chống ồn chủ động thì là anh em mình sẽ có 40 tiếng, còn tắt chống ồn chủ động đi thì sẽ có 60 tiếng. Nghe cho anh em. Pin siêu trâu luôn anh em nhá. Chứng chỉ Hi-Res sound này, đúng không? Hi-Res audio này. Củ driver sử dụng là củ driver 4 mm với cái công nghệ Dynamic Bass driver anh em nhá. Dynamic Bass thì chuẩn hơn. Đây. Thumping bass này, con này sẽ bass nó đập rất là sâu anh em nhá, với cái độ thụt hơi, độ thụt nhún của màng bass rất là cao, nó đánh rất là sâu tiếng. Hybrid active noise cancelling này, con này sẽ chống ồn gọi là công nghệ kép anh em nhá, chống ồn chủ động công nghệ kép. Được chưa? 20 triệu người anh em nhá, 20 triệu người trên thế giới là tin tưởng sử dụng một con này thì đẳng cấp rồi anh em nhá, không phải bàn. Bên trong sẽ bao gồm sách hướng dẫn sử dụng này, tiếp đến là tai nghe của anh em mình. Bên trong này nó sẽ bao gồm là một cái dây hai đầu 3.5 để phục vụ anh em mình, ví dụ như cái trường hợp mà tai nghe hết pin có thể cắm dây để nghe được anh em nhá. Một cái dây sạc, một đầu tai C, một đầu USB, biết chưa? Và đây là con tai nghe của anh em mình này. Ui giời, đẳng cấp luôn anh em ạ. Mà đẳng cấp nó từ cái mút anh em nhá. Đây anh em nhìn này, cái mút nó mềm dã man luôn. Nó mềm như gái 18 anh em ạ, anh em nhìn này. Đây nhá. Ui giời ơi, này nó mút này anh em nhìn nhá. Đây nó mút hai cái vào nhau thôi nhá. Anh úp tai cũng thế thôi. Anh em thấy không? Độ mút cực kỳ nét cho anh em, nghe chưa? Và tiếp đến các phần thông số nó sẽ được in chìm hết vào đây. Bên trên này thì cũng sẽ là cái phần gọi là đeo cao su da anh em nhé. Để anh em đệm vào đầu cho nó êm này, êm ái này. Đây bên trên này cũng da luôn này. Này, chỉnh kích thước này. Đấy, với mọi loại cỡ đầu anh em nhé. Sao co này, logo sao co dập chìm này. Đấy, sao co tiếp. Và đây cũng là sao co, nốt nhạc anh em nhé. Bên dưới này thì anh em mình sẽ thấy con này nó hỗ trợ cổng sạc Type-C này và một cái chẩm 3.5 để phụ anh em mình kết nối khi mà hết pin ở tai nghe này, anh em có thể kết nối có dây anh em nhá. Đây là nút bật tắt cái chế độ chống ồn chủ động này. Đây là chế độ bật tai nghe này, tăng giảm âm lượng anh em nhá. Và hiện tại con này thì mình xin phép báo giá với anh em. Giá của nó vẫn cực kỳ ổn định, 1.380.000 anh em nhá. 1380 cho con tai này. Và mình đánh giá đây là một con tai mà chất âm vượt tầm tiền. Có một ông anh trong Sài Gòn mới đấy con này xong anh em nhá. À, trong Cần Thơ vậy. Cần Thơ mới lấy con này xong mà anh đánh giá là hơn tai nghe hơn một củ, nhưng mà nghe đẳng cấp hơn cả những cái con tai nghe gần chục củ của bạn anh ấy mang ra so anh em nhé.
Con này thì mình bao hay cho anh em luôn. Ok chưa? Rồi. Và tiếp đến cuối cùng của ngày hôm nay thì sẽ là một cái con tai nghe Soundco, rất lâu rồi chưa có hàng anh em nhá. Và xin thưa với anh em, con này trắng tinh luôn. Anh em sẽ nhìn thấy con này có công nghệ bát áp này. Tiếp đến là 22 chế độ equalizer này. Tiếp đến chống nước chuẩn IPX5 này. 30 giờ nghe liên tục anh em nhá. Đấy. Bên này này. Nó sẽ có cái Power Sound VR anh em nhá, tức là cái chế độ sử dụng củ driver là 10mm anh em ạ. Nó sẽ có một cái chế độ là bass cực kỳ sâu tiếng. Tại vì với những cái dòng củ mà cho những con tai gọi là tai in-ear như thế này anh em nhá, thì gần như là cái củ bass này là rất là to rồi anh em ạ. Công nghệ AI đàm thoại anh em nhá, được trang bị trên cả hai mic, tức là khi anh em mình sẽ có một cái trí tuệ nhân tạo, nó sẽ lọc tiếng cho anh em mình và anh em mình sẽ có một con đàm thoại rất là nét. Tiếp đến là customization này, anh em mình hoàn toàn chỉnh cái chế độ nhạc là trên cái ứng dụng và trên điện thoại anh em nhá. Khi anh em mình nhấc tai nghe ra khỏi hộp thì sẽ có 10 tiếng nghe liên tục. Đấy, và khi anh em mình mang cả hộp sạc đi sẽ có 30 tiếng nghe liên tục. Đấy là cái hay con này, chống nước chuẩn IPX5, cái ứng dụng này. Các cái tiêu chuẩn của thằng châu Âu này. Đấy, Nhật này, PAP 21 này của Ricotiga Caria này, các tiêu chuẩn về chống rác thải này, các tiêu chuẩn về sử dụng không gây độc hại cho cơ thể con người này đều được tích hợp hết con này anh em nhá. Và tất nhiên những con đời cao này vẫn sẽ made in China. Với cho anh em tai nghe bên trong đây, mình sẽ giới thiệu con này cũng nhanh anh em nhé. Bao gồm sách hướng dẫn sử dụng này. Tiếp đến là sẽ là hai bộ núm anh em nhé, cũng màu trắng luôn này. Đấy. Đây nó sẽ là bộ dây sạc này, một đầu tai C, một đầu là USB anh em nhé. Tiếp đến đây là sẽ là con tai nghe của anh em mình này. Đây, con tai nghe đây sẽ đeo đi kèm với dây đeo luôn anh em nhé, đi kèm với dây đeo luôn. Anh em mình sẽ có một tai nghe khá là thời trang đúng không? Logo đốt nhạc ngay mặt trên này, màu trắng tinh luôn anh em nhé. Dây đeo cũng được đính logo luôn. Mở bên trong ra này. Đấy, bên trong là củ tai nghe của anh em mình đúng không? Gập đằng sau này, anh em sẽ nhìn các phần thông số có tiêu chuẩn đều được in lại hết ở mặt sau này anh em nhé. Bên trong này, củ tai nghe này. Con này thiết kế công thái học anh em nhé. Anh em mình đặt vào tai thì gần như nó trọn ở trong tai luôn. Nó rất là gọn ở trong tai anh em mình. Đấy. Và chất bass con này thì siêu căng luôn. Anh em nào đã đam mê chất bass mà nghe nhạc mạnh ấy thì chơi con này anh em nhé. Không có điểm chê đâu anh em. Mình khẳng định luôn, nó đánh rất là sâu tiếng. Đúng không Sơn? Con này Sơn nghe con cũng giữ một con để nghe sao nhỉ? Sơn cũng giữ một con để nghe anh em ạ. Và mình đánh giá nó là một trong số những con mà đánh chất bát cực kỳ hay anh em nhá. Rồi. Ok. Và giá con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em là 1.150.000 anh em nhá. Giá vẫn như cũ thôi. Và hiện tại con này hình như nhà mình còn một hai con nhỉ? Còn hai con. Rồi. Cảm ơn anh em. Với những cái đồ nhỏ hôm nay thì cũng khá là lâu. Mình cũng không biết là do mình giới thiệu nhiều hay là hôm nay nhiều đồ nữa, nhưng mà mình cũng cố gắng làm sao giới thiệu chi tiết cho anh em để biết được những cái sản phẩm anh em mình chuẩn bị mua về nó như thế nào anh em nhá. Nên là nếu mà nó có giới thiệu lâu quá thì anh em hết sức thông cảm cho mình nhá. Và tiếp đến đây thì sẽ là những cái bộ dàn mini. Và xin thưa với anh em, như ở đầu video mình đã giới thiệu với anh em rồi, đây là một con gọi cực kỳ VIP thằng Onkyo. Nó chính là con Onkyo CRS1 và là một trong số những mã hiếm hoi của thằng Onkyo được tích hợp với công nghệ VL Digital anh em nhá. Là cái công nghệ lọc nhiễu bằng vector. Nó là một trong số những cái công nghệ mà được thằng Onkyo mua từ châu Âu mang về và trang bị lên những cái bộ VIP của mình anh em nhé. Đấy, công nghệ này nó sẽ cho cái phần tiếng của nó lọc cực kỳ mịn tiếng. Anh em mình sẽ có một cái bộ dàn âm thanh mà chất tiếng nó nghe là cực kỳ lắt léo anh em nhé. Cực kỳ lắt léo, anh em nào mà nghe đêm thì sẽ thấy cái độ chi tiết con này nó mới giá trị như thế nào khi anh em để những cái mức âm thanh nó nhỏ nhỏ thôi. Nó lưu diêu, phải nói là nó nghe tê tái anh em ạ, tê tái luôn. Chi tiết về con này anh em nhá, thì sẽ bao gồm một cái thớt bên trên này. Anh em mình rất hay thiếu thớt này, tại vì nó là cái thớt đốc anh em ạ. Cái thớt này nó có tác dụng như thế nào? Thứ nhất là nó sẽ làm anh em mình với đốc iPod anh em nhá. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy cái nút iPod đây này. Và thứ hai nữa thì cái thớt này thì nó sẽ hỗ trợ anh em mình là kết nối với cả Smart TV. Ví dụ như thế, anh em mình sẽ có cái khổng quang chẳng hạn, hoặc là với máy tính chẳng hạn, anh em mình cắm vào đây thì anh em mình sẽ có một cái đường xuất quang xuống bên dưới này để giải mã. Và cục này nó sẽ là cái cục trung gian anh em nhé. Nó vừa mang tính chất làm phần rề, vừa mang tính chất là lọc nhiễu cho anh em mình thêm một tầng nữa. Đấy, bên trong này thì nó sẽ có một cái bo mạch khá là dày linh kiện anh em ạ. Nó giúp anh em mình đồng bộ con iPod này với cả con này, với chưa anh em, hoặc là đồng bộ với con máy tính của anh em mình, con PC này anh em nhé. Có hai chế độ chuyển iPod PC. Đấy, với cả bộ dàn của anh em mình, tức là anh em mình có thể hiểu được là con này nó được thiết kế để trang bị gần như là cho phòng làm việc hoặc phòng ngủ anh em nhé. Đấy, thì nó mới có những cái cổng kết nối như vậy. Ok chưa? Về cấu hình cục dàn thì sao? Con này anh em sẽ nhìn thấy này, nó có một cái đèn hát volume mà nhìn cực kỳ ma mị anh em nhé. Cực kỳ ma mị luôn. Đấy, mặt toàn bộ mặt nhôm hết, rất đẹp.
CD sẽ chơi dạng CD nốt đĩa anh em nhé. Và đĩa của CD con này thì đọc cực kỳ ngon anh em xem nhé. Đây, anh em nhìn này. Đấy nhá. Đấy, đĩa nó mút. Và nó vào phát thì gần như là nó bú luôn anh em ạ, gần như nó bú luôn. Đấy. Và con này ngoài chơi CD ra thì sẽ có thể kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này hết anh em nhé. Đấy. Sẽ hỗ trợ cho anh em một cái cổng line ở mặt trước này để phục vụ em kết nối điện thoại. Ví dụ như anh em mình cần một cổng kết nối tiện, mà trong này sẽ có mạch rè để cho âm thanh nó dày hơn với cho anh em. Ngoài ra thì con này nó sẽ có đến hai cổng giải mã optical in phục vụ anh em giải mã 24 bit. Và với những con giải mã 24 bit được tích hợp với công nghệ lọc nhiễu vector này thì cực kỳ hay anh em nhé. Anh em nào đã chơi con Onkyo S1000 ấy, nó bán khoảng tầm 7-8 củ ấy, thì nó giống hệt con này cả về hình thức lẫn nội thất anh em nhé. Con này thậm chí còn hơn, tại vì con này nó có chơi CD, con kia không có, con kia chỉ có giải mã thôi, con kia không công suất luôn, con kia chỉ có giải mã thôi, thì con này nó đẳng cấp hơn anh em ạ, vừa có công suất và riêng con này thì sẽ đánh 4 con sò than dạng sò than lớn anh em nhé, sò than như một âm ly dân dụng ấy, và nó hoàn toàn phang tốt những cặp loa bát 30 với cục nhỏ nhỏ xinh xinh này. Với cho anh em xem trên lưng này, đấy, cái phần cắt điện này anh em sẽ nhìn thấy nó như một con MacBook luôn anh em ạ, như một con máy Mac ấy. Ví dụ máy Mac mà anh em máy để bàn của Mac ấy, anh em sẽ nhìn thấy nó có cái phần đục lỗ này rất giống bọn này anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Thì đấy là chi tiết về cái phần âm ly của con này. Và đến bây giờ là phần cặp loa. Cặp loa thì như anh em mình thấy này, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi anh em nhá. Nó khá là gọn gàng, anh em sẽ nhìn thấy nó chỉ cao tầm một găng tay của mình thôi. Đấy, găng tay của mình rơi vào tầm 21 22 cm thì con này chỉ cao tầm ấy thôi. Tất cả được phủ bóng piano tất. Ok chưa? Đấy. Màng loa nhá, con này sử dụng một con loa bát đường kính chỉ khoảng tầm 8 cm thôi anh em ạ. Gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp, màng nó sẽ là màng sợi keva anh em nhá. Và riêng cái dòng sợi keva này thì nó quá đỉnh luôn anh em ạ. Nó cho chất âm vừa ấm mà nó vừa bền anh em nhá. Nó không như giấy đâu, nó cao cấp hơn giấy nhiều anh em nhá. Và nó sẽ không khô như kiểu carbon, được chưa? Bên trên này thì sẽ là con chép đô của thằng Onkyo. Bên dưới này thì nó sẽ có một cái thụt hơi xẻ rãnh mặt trước và anh em mình hoàn toàn yên tâm là chất âm con này nó rất hay, tại vì nó cạnh tranh trực tiếp với cả những cái bộ màng gỗ của thằng JVC thì anh em đã biết rồi đúng không? Phía sau đây tổng thể đen xì, bộ này rất đẹp anh em nhé. Công suất của loa sẽ là 40W và trở kháng là 6 ohm, một cặp thì sẽ là 80W. Anh em hoàn toàn chơi tốt ở những phòng diện tích tối ưu là khoảng tầm 30m2 trở về với bộ này thôi anh em nhé. Công suất của âm ly thì sẽ là 42W, điện nguyên bản 100V này. Anh em sẽ nhìn thấy hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm anh em nhé, full giải trở kháng luôn. Đây là hỗ trợ line in loud đầy đủ này. Optical in như mình vừa nói giới thiệu là hai đường optical in. Những con cao cấp nó có hai đường luôn anh em nhá. Kẹp anten FM nghe đài này. Bên trên này sẽ thớt này, sẽ bao gồm một optical out này, một core CAN out này, một cổng USB con máy tính này và một đường xuất video out, được chưa? Đây sẽ là cái jack để anh em mình cấp nguồn luôn này anh em nhá, cấp nguồn DC. Đấy. Và hiện tại cả bộ này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại cả bộ mình đang để cho anh em giá cực kỳ tốt anh em nhá. Cả bộ này chỉ có 4.500.000. Ôi chơi anh em. Đấy, bao gồm cả thớt đốc cho anh em. Đấy. Thế nó mới gọi là giá tốt cho anh em. Anh em nhá. 4.500.000 cho anh em, ok chưa? Và bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe chất âm này sẽ như thế nào anh em nhá. 4.500.000. Phần giọng cổ họng của ca sĩ Thiên Kim được thể hiện chưa, đúng không? Riêng cái bộ này về phần lời thì quá đỉnh luôn anh em ạ. Phục vụ cho anh em nào thích nghe chi tiết và nghe đêm thôi anh em nhá. Giá hiện tại 4.500.000, được chưa?
Và tiếp đến bên này thì sẽ là một cái mã thanh lý của Kenwood này. Con này chính là con Kenwood UDE77 anh em nhá. Nó là một trong số những mã gọi là cũng thuộc một phân khúc cao cấp của thằng Kenwood, mà con này thì phục vụ cho giới trẻ. Ví dụ như những cái bộ gọi là Kenwood Serica ấy, mình bảo là phục vụ cho những anh em gọi là thiên về người cứng tuổi thôi, thì con này nó phục vụ đúng cho đội trẻ anh em mình. Thứ nhất là cả về thiết kế nhìn nó trẻ trung hơn, thứ hai là nó đánh nhạc trẻ, nó đánh rất là bay tiếng anh em nhá. Riêng cái dòng này rất là bay tiếng. Chi tiết về con này như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy mặt dàn nhá, và cả kích thước cục dàn nó khá là giống Kenwood K700, nó khá là lớn anh em nhá. Mặt toàn bộ mặt nhôm hết này. Logo Kenwood sẽ là logo nổi. CD sẽ là CD siêu mỏng luôn anh em nhá. Và đọc đĩa mắt 213 sẽ cực kỳ ngon ở trên mã này. Với cho anh em. Kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này cho anh em. Anh em nhá. Ngoài ra con này sẽ có thể chỉnh được 7 giải tần equalizer anh em nhá. Chỉnh được equalizer 7 giải luôn ở trên mã này. Đã ngon chưa? Đúng không? Đấy. Tiếp đến là sử dụng thẻ nhớ này. Con này có thể trang bị hai cổng thẻ nhớ SD1 và SD2. Ngoài ra thì con này sẽ có chơi cả cổng USB anh em nhá. USB phục vụ em cóp nhạc trực tiếp vào bộ nhớ USB và cắm vào đây phát là chơi luôn được cho anh em. Ok chưa? Đấy. Con này rất nhiều cổng kết nối anh em nhá. Tiếp đến là con này sẽ đánh 8 con sò than anh em nhá. Mỗi bên cũng là dàn 4 sò. Ok chưa anh em? Và nó sẽ cục này sẽ phang tốt được những cái cặp loa bass 25cm cho anh em, với cái độ làm giải mid rất là dày tiếng anh em ạ. Riêng cái mã này nó lên mid dày, mà thậm chí nhiều lúc mình cảm giác mid nó dày hơn cả Denon anh em nhá. Khá là ok. Riêng về cặp loa thì xin thưa với anh em, đây nó là một trong số những cặp loa gọi là mình đánh giá là chất âm nó vượt quá xa so với kích thước anh em nhá. Mặc dù kích thước nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà chất âm của nó thì phải nói là nhiều lúc loa lớn cũng không lại, khẳng định luôn. Con này thì nó sẽ được trang bị một con loa bass đường kính chỉ có 11cm thôi anh em ạ. Gân lụa thẩm dầu. Đấy. Tiếp đến màng loa thì nó sẽ là màng carbon, dấu núm luôn, không có núm anh em nhá. Núm này nó dán mà nó dán mịn nó xuống rồi, không có núm luôn. Bên trên này sẽ là con chép đôm, dòng đôm cao cấp của Kenwood anh em nhá. Và riêng cái cặp loa này tí mình sẽ mở chất âm cho anh em nghe chất âm này như thế nào. Con này sẽ được bố trí tụt hơi mặt trước. Và tiếp đến phía sau thì đập vào mắt anh em mình đây. Thì anh em mình sẽ nhìn thấy cái sợi dây nguồn của bộ này, anh em nhìn này nó to như thế này cơ mà, đúng không? To dã man luôn. Đấy. Loa thì như anh em mình thấy loa bé, công suất chỉ có 20W thôi, trở kháng 6 ohm, nhưng mà một cặp là 40W. Và riêng với cặp này thì mình đánh giá là nó chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 luôn. Cũng không hiểu tại sao, tại vì âm trường rất là lớn anh em nhé. Âm trường rộng lắm anh em ạ. Đấy. Tiếp đến ở đây thì nó sẽ là công suất của cục dàn 67W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Và con này đời cao sẽ made in Malaysia. Với cho anh em, súp điện ao có này, kẹp loa trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm, kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX này, kẹp anten AFM phục vụ nghe đài. Với cho anh em. Đấy. Và cả bộ này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Cả bộ Kenwood UDE77 mình đang để cho anh em giá chỉ có 2.900.000 anh em nhé. 2 củ 9 cho bộ này. Với cho anh em. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho cái bộ này anh em nhé. Để anh em cảm nhận chất âm này sẽ như thế này. Nó có đúng như mình nói không? Rồi. Thành đô em gửi đi qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lành vào hồn, thông reo có còn nhà nhà buồn, bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về thăm, cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng ok chưa anh em? Giá hiện tại một mã dàn mà 2.900.000 thì mình nghĩ là con này nó cũng vào dạng xếp top luôn anh em ạ. Giá thanh lý
Cuối cùng ngày hôm nay thì chính là một bộ Panasonic, con này chính là con Panasonic PM37 anh em nhá. Một trong số những cái mã mà anh em nhìn thấy truyền thống của bọn này nó sẽ là màn hình nó bị thâm anh em nhá. Màn hình bị thâm nhưng vẫn nhìn được anh em nhá. Các cái phần chữ trên này anh em mình vẫn nhìn rất là ok. Mặt của nó thì rất là đẹp. Nó với hơi đèn hai cái đèn hắt ở hai bên hông anh em sẽ nhìn thấy nó khá là nét. Ok chưa? Mặt của nó toàn bộ mặt gương hết này anh em nhìn nhá. Mặt gương rất nét. Chi tiết về con này như sau. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy con này nhá. Bên trên này nó sẽ có các cổng này, PMD này, cổng USB để kết nối máy tính nhận làm sao cả giờ anh em nhá. Đấy, anh em mình sẽ có một cổng kết nối máy tính khá là hay. Đấy, đây là cổng phone này, cái nắp đậy này, chắn vào. Đây sẽ là cassette này anh em nhá. Mặt trước thì sẽ bao gồm là chơi CD này, à chơi MD này xin lỗi anh em nhá, và chơi CD bên dưới. Đấy chưa anh em. Đấy. Thì con này hiện tại bây giờ với những cái máy cỏ thì mình sẽ bao cho anh em thứ nhất là CD chạy tốt, thứ hai là kết nối điện thoại máy tính TV ok. Đấy chưa anh em. Còn cassette này, MD này thì mình anh em mình thông cảm là mình không bao được tại vì là không có thời gian dọn anh em nhá. Cái máy cỏ đáng bao tiền nhưng mà dọn mất thời gian lắm anh em nhá. Và con này nó sẽ có cả cổng optical in để phục vụ giải mã 24 bit đây này anh em nhá. Anh em mà chơi gọi giải mã quang từ smart TV xuống thì mã này cũng là một cái lựa chọn rất là ok với anh em. Được chưa? Đấy. Thì cơ bản là cục già thì mình vừa bảo rồi, sẽ bao cho anh em CD tốt, kết nối điện thoại máy tính TV tốt. Cấu hình loa thì sao? Loa con này thì anh em sẽ nhìn thấy nhá. Đây không phải đơn thuần đây là một con chép và đây là một con bát đâu, mà đây nó sẽ là cơ cấu nó khác hoàn toàn so với những cặp loa thông thường khác. Con trên này sẽ là con toàn giải đường kính 8 cm anh em nhé. Con này là con toàn giải đảm nhiệm cả ba giải bát, mid, chép đầy đủ trên con trên này rồi. Màng giấy này 8 cm anh em nhé. Và bên dưới này thì nó sẽ là con sub bát với chơi anh em. Đó anh em sẽ nhìn thấy đây, B-Wearing Super Wafer anh em nhé. Loa hai cầu và dưới này sẽ là cầu bát riêng biệt anh em nhé. Bên trên này sẽ là một con toàn giải với chơi anh em. Anh em mình nghe bộ này thì không khác gì một bộ nó đã có chơi hai con sub rồi anh em nhé. Đánh khá là hay, với chưa. Phía sau đây, công suất của con này thì sẽ là 15W này cho con giải chép này, con toàn giải này, và 35W cho một con súp này. Vậy tổng con này sẽ là 50W một chiếc, trở kháng 6 ohm, một cặp sẽ là 100W anh em nhá. Và toàn bộ đánh loa hai cầu, anh em nhìn đây. Loa hai cầu riêng biệt anh em nhá. Anh em về nhớ lưu ý là kẹp đúng màu giúp mình, thấy chưa? Kết nối thiết bị bên ngoài có đường aux này, ngoài ra thì giải mã quang này. Đấy, kẹp antenna FM phục vụ nghe đài này. Và công suất của con này sẽ là bao nhiêu? 50W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Và giá thanh lý con này thì hiện tại bây giờ mình thanh lý cả bộ này chỉ có 1.200.000 thôi anh em nhá. 1.200.000 cho cả bộ này. Và bây giờ mình sẽ play nhạc để cho anh em nghe chất âm này sẽ như thế nào. Đây. Play CD này. Đấy anh em nghe có súp không? Nghe thấy súp chưa? Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh chơi anh em. Một bộ dàn mà mình đánh giá là cũng khá là ok trong tầm tiền anh em nhé. Với mức giá hiện tại chỉ có 1.200.000 thôi. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ ra đây và xin chào anh em.